Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ vẫn còn mưa tại nhiều nơi với lượng mưa trên 30 mm, như Vĩnh Quỳnh, Hà Nội là 88,5 mm, Thụy Phúc, Thái Bình là 46,2 mm, Ninh Bình 45 mm, Văn Giang, Hưng Yên là 40,8 mm, còn Khoái Châu, Hưng Yên là 39,8 mm. Tuy nhiên từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh tại Bắc Bộ, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời còn nắng nhiều với cường độ nắng khá mạnh vào trưa chiều. Nhiệt độ sẽ tăng lên với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33 cho tới 35 độ. Một số nơi xảy ra nắng nóng 36 độ. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng lan rộng tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng và xuất hiện cục bộ tại khu vực vùng núi và ven biển Bắc Bộ. Với khu vực Trung Bộ, sau những ngày mưa kéo dài do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực, thời tiết tại các tỉnh duyên hải miền Trung cũng chuyển nắng trở lại và mưa rào chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Dự báo từ ngày mai, khu vực Trung Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng, trong đó khu vực Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai khoảng 33 đến 37 độ, các nơi khác là 32 đến 34 độ. Không chỉ miền Bắc, miền Trung giảm mưa mà các tỉnh phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày mai mưa cũng giảm dần. Ban ngày trời còn nắng nhiều hơn và mưa rào chỉ còn xuất hiện rải rác vào cuối ngày. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất tại Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ và 30 đến 33 độ là nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng, gió thịnh hành hướng Nam cấp 4, cấp 5. Với vùng biển phía Nam, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và cả khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam vẫn mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Mưa dông còn xảy ra kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nên mọi hoạt động hàng hải trên các vùng biển này cần chú ý đề phòng nguy hiểm. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.